Bài học của mẹ. Ngày xưa có một người đàn bà nghèo, chồng chết sớm nên bà ở vậy nuôi đứa con trai duy nhất. Có món gì ngon bà đều dành hết cho con, phần mình thì bà ăn chỗ còn dư thừa lại. Điều đáng buồn là cậu con trai càng được cưng chiều càng đâm ra hư hỏng, bất hiếu. Cái và gì vậy? Không nghe lời mẹ. Rau nữa hả? Con không chịu, con không ăn thịt. Con ăn thịt à? Con thịt, con chịu rau, con thịt à? Con ngoan, con ráng ăn bữa rau đi, mai mẹ đi chợ mua thịt về cho. Không, con muốn ăn thịt bây giờ. Làm con gà nào ngon quá. Bà cũng để cho con ăn no bụng rồi mới còn mất lại đống xương vụn. Nhưng cậu con trai không thấy điều đó. Cậu không yêu thương mẹ, lại còn hỗn xược, ham chơi nữa. Con trai ơi, con trai, ra phụ mẹ tưới rau đi con, mẹ mỏi lưng quá à. Thôi mẹ làm đi, con ngủ chút, chiều con đi đá gà với bạn con. Tự nhiên kêu, phiền quá. Một ngày kia, người mẹ lâm bệnh nặng, biết mình sắp chết, bà lo lắng kêu đứa con trai lại, khuyên nhủ rằng: sau khi mẹ chết, con sẽ thấy ở chỗ mẹ nằm có một loại hạt nhỏ, con hãy bỏ vào trong chậu đất, đổ nước vào, rồi quẩy vào hoàng cung, sẽ đổ được rất nhiều vàng bạc, con nhớ nha. Dạ, con biết rồi. Ngày mẹ chết, cậu con trai tìm được dưới chỗ mẹ nằm một loại hạt nhỏ bằng đầu ngón tay. Lòng tham lam, cậu liền làm theo lời mẹ dặn, bỏ hạt vào một chiếc chậu nhỏ, tưới nước vào, rồi bỏ lên lưng gánh vào hoàng cung. Đường đi rất xa, phải mất hết 6-7 tháng trời, cậu đi qua nơi này rồi tới nơi khác, vẫn chưa thấy kinh thành đâu. Tiền thì hết, lương thực cạn dần, cậu con trai mệt mỏi và bắt đầu phải xin ăn từng bữa. Ông ơi làm ơn. Cái gì? Thanh niên trai tráng mà đi ăn xin cái gì? Cô làm mấy cô ăn. Rảnh ông, giác mấy cái bao nè. Ây da, nặng quá. Nặng quá vậy. Dạ, 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 dạ. Cứ thế, cậu phải làm việc để kiếm ăn. Cố lên. Sau bao vất vả, cậu dần dần nhận ra được công lao của mẹ đã cực nhọc nuôi nấng mình trong bấy lâu. Ngon quá à. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, con xin lỗi mẹ nha. Con lạnh quá mẹ ơi. Cậu hối hận vì đã đối xử tệ bạc với mẹ. À, kinh thành kia rồi. Nè, mang gì vào kinh thành vậy? Dạ, mẹ con bảo thứ này đem lại rất nhiều vàng bạc. Cậu nước ven đường để nghỉ ngơi. Cái gì? Mấy này lúa thôi mà. Sao lúa là gì bác? Cậu không biết là cái gì hả? Dạ con không biết. Vậy theo tôi. Làm gì nè? Đó, làm đi. Dạ. Ông chủ quán đã chỉ cho cậu cách tuốt lúa, giã gạo, tạo ra những hạt gạo tươi ngon. Ông còn dạy cậu cách nấu cơm mà trước giờ cậu chưa từng làm. Xong rồi, ôi thơm quá. Cầm chén cơm đầy, cậu bỗng nhớ tới mẹ. Con ngoan, con ráng ăn bữa rau đi. Không ăn đâu, cơm nhạt cái mồm không ăn. Sau khi mẹ ơi, chết, con xin lỗi mẹ, con hối hận quá mẹ ơi. Con hối hận quá. Cậu con trai càng hối hận và thương bác nhớ ơi, con mẹ đi mình. À, chúc may mắn nhỏ. Cậu không mang hạt vào cung nữa. Từ đó, cậu chăm chỉ làm việc, sống tốt hơn để báo đáp công ơn của người mẹ. Các bạn nhớ nhé, đừng phụ lòng nuôi dưỡng chăm sóc của cha mẹ.